vợ chồng Cao Minh Đạt kỷ niệm đám cưới đồng. Diễn viên Cao Minh Đạt cùng bà xã Trúc Trương vừa kỷ niệm 8 năm hôn nhân hạnh phúc bằng chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn ở Vũng Tàu. Cao Minh Đạt cho biết hôm 16 tháng 10 là kỷ niệm đám cưới đồng của vợ chồng anh. Diễn viên và bà xã Trúc Trương đã bên nhau tròn 8 năm, hôn nhân rất viên mãn, dù chưa có con. Cao Minh Đạt và vợ vừa có chuyến nghỉ dưỡng, mừng ngày cưới ở thành phố biển Vũng Tàu. Sáng sớm ngủ dậy, tôi chúc vợ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên chồng, còn bà xã mong tình yêu của chúng tôi mãi bền vững và chúc tôi gặt hái thành công trên mọi lĩnh vực. Cao Minh Đạt nói. Theo diễn viên, vợ chồng anh hẹn hò từ năm 2013, cưới năm 2016. Bà xã Trúc Trương làm việc ở lĩnh vực bảo hiểm và kinh doanh mỹ phẩm, không hoạt động nghệ thuật nên ít xuất hiện trước khán giả. Cao Minh Đạt cho biết vợ chồng anh chung sống hòa hợp, kinh tế ổn định, không thiếu thứ gì. Bà xã Trúc Trương không chỉ là bạn đời mà còn là fan girl chính hiệu của diễn viên. Theo Cao Minh Đạt, trước khi hẹn hò, Trúc Trương đã thuộc lòng hết các phim anh đóng. Cô theo dõi hành trình thay đổi của anh từ khi là diễn viên trẻ, Lãng Tử và Phong Trần, cho đến hiện tại, đã trở thành người đàn ông thành đạt. Vợ Cao Minh Đạt nói dù ông xã ở phiên bản nào cô vẫn yêu anh. Tôi khen chồng hàng ngày, nhất là mỗi khi anh đổi kiểu tóc mới. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh ông xã để tóc highlight trông trẻ trung, mới lạ khi đóng phim Tham Vọng, Trúc Trương nói. Vợ chồng Cao Minh Đạt tận hưởng bữa tối lãng mạn với hoa và nến ở một nhà hàng tại Vũng Tàu hôm 16 tháng 10. Cao Minh Đạt kể anh là mẫu đàn ông lạnh lùng, khó gần nhưng đã nhanh chóng rung động, bị thu hút bởi sự chân thành, giản dị của bà xã. Còn Trúc Trương từng e ngại khi yêu người nổi tiếng, phải giấu gia đình gần 2 năm mới dám đưa Cao Minh Đạt về ra mắt. Vợ chồng Cao Minh Đạt luôn quấn quýt như Sam trong mọi hoạt động. Diễn viên tự nhận anh không phải người lãng mạn và giỏi ăn nói nhưng có lần đã thổ lộ với vợ, anh thương em còn hơn cả bản thân mình, khiến Trúc Trương xúc động. Ngoài đóng phim, khi có thời gian rảnh Cao Minh Đạt thường phụ vợ livestream bán hàng, đi ship đồ cho khách. Diễn viên thấy may mắn vì bà xã cũng sẵn lòng chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn với anh. Những hôm Cao Minh Đạt bận đi quay phim ở xa, Trúc Trương thường đến tận nơi thăm và động viên chồng. Diễn viên tiếng sét trong mưa cùng bà xã tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi, đầy niềm vui và kỷ niệm ở Vũng Tàu. Cao Minh Đạt tiết lộ vợ chồng anh đã rủ nhau đi ăn bánh khọt, uống cà phê ở những quán nổi tiếng tại thành phố biển. Trong một lần quay talk show năm 2023, Trúc Trương tâm sự cô mong mỏi tổ ấm của hai vợ chồng sẽ có thêm thành viên mới. Sau 8 năm với nhiều nỗ lực, họ vẫn chưa được thỏa ước mơ làm cha mẹ. Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là gương mặt diễn viên ăn khách của làng phim truyện miền Nam nhờ khả năng biến hóa đa dạng thông qua hàng loạt vai diễn phản diện lẫn chính diện trong Lục Vân Tiên, Blue Trắng, Mùi Ngò Gai, Hoa Thiên Điểu, Vòng Xoáy Tình Yêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.